tiếp sau hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với đại diện gần 2,7 triệu người lao động thủ đô. Hôm qua, huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với công nhân viên chức lao động năm 2024. Với tinh thần cởi mở, trao đổi thẳng thắn, đoàn viên công đoàn công nhân viên chức lao động trong huyện đã trực tiếp nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi đến lãnh đạo huyện. Cụ thể, công nhân viên chức lao động đề nghị huyện có chính sách hỗ trợ, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lực lượng lao động trẻ, đề xuất tăng cường tổ chức các phiên giao dịch, giới thiệu việc làm, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất với cấp trên có cơ chế tăng lương cho giáo viên mầm non và nhân viên nuôi dưỡng. Nhiều đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động cũng có đề xuất kiến nghị liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đồng thời đề nghị công đoàn cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn cơ sở được tham gia nhiều hơn các lớp huấn tập huấn nâng cao trình độ, năng lực công tác công đoàn. Sau khi lắng nghe các ý kiến đề xuất, những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện đã được người đứng đầu chính quyền huyện trực tiếp trả lời, giải đáp và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan của huyện giải quyết với tinh thần khẩn trương, hiệu quả. Với những kiến nghị đề xuất thuộc về cơ chế, chính sách và thẩm quyền của thành phố, trung ương, lãnh đạo huyện tiếp thu và sẽ đề xuất với các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.